Ai mối? Thì cũng đi đến kết hôn rồi. Sống nhau 20 năm, gần 20 năm. Ồ rồi, 20 năm rồi. Dạ. Mấy con rồi? Dạ hai đứa. Đứa đó năm nay học lớp lớp 10 rồi. Đứa nhỏ? Nhỏ năm nay học lớp 7 rồi. Trai gái đủ hết hả? Dạ đúng rồi. Rồi giờ ở với ai? Dạ ở với mẹ. Rồi 20 năm mà chia tay chắc là cũng có cái gì nó dữ dội lắm hả? Giống như anh Nam bên đó thì em cũng đã ly hôn rồi. Quen chồng trong vòng 6 tháng thì em có con. Thì trong vòng 6 tháng đó thì em cũng ly hôn luôn. Ờ, dạ. Gì lạ vậy? Ủa là sao? Nói tôi nghe lại kỹ coi. Dạ bác sĩ kêu cưới à. Bác sĩ kêu cưới nhưng mà cưới xong thì lại không có cảm thấy không có. Dạ đúng rồi ạ. Tại vì nhanh quá. Dạ vâng ạ. Anh nghĩ như thế nào về hai từ công bằng? Công bằng hả? Dạ vâng. Khó quá vậy. Nói về công bằng cũng hơi khó nói. Dạ. Tại mình chủ yếu là do mình đối xử với nhau, mình cảm nhận với nhau, mình cảm thấy nó cân bằng với nhau là ok rồi. Dạ trước tiên thì em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan và chào bạn bên kia. Dạ em tên là Lê Viết Vũ. Năm nay 38 tuổi ạ. Trước đây em làm bên kỹ thuật điện, là chuyển qua làm sale. Vũ ở đâu? Dạ nhà thì ở Bình Phước mà nay đang sống và làm việc ở Bình Dương. Mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Em tên là Hoàng Lê Xuân Lý, sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh và đang sinh sống tại quận 3. Em sinh năm 1988. Rồi, Lý đang làm công việc gì? Dạ em là cô giáo à, cô giáo mầm non. Rồi, cô giáo mầm non. Dạ. Bên đây là sale bất động sản. Em trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em hiền, thân thiện với em luôn cố gắng vượt lên bản thân mình. Tốt. Còn về khuyết điểm thì em cũng hơi cầu toàn, hay có cái tính tự ái quá, tự ái cao. Dạ. Cầu toàn là tốt thôi mà. Dạ. Cái hơi tự ái đó đôi khi đó cũng là khuyết điểm đó. Theo anh đó là không nên tự ái, tức là mình nghĩ là ủa cuộc đời mình thế nào mình cũng làm cái sai, hoặc là có những thứ mình không bao giờ làm được, có những thứ mình thua người ta thì không có gì tự ái đó. Kệ tôi làm được tới đâu hay tới đó. Đúng không? Không ai hoàn thiện hết trơn á. Có rồi. Bạn gái là sẽ khắc phục được thôi. Nhà gái nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Ưu điểm của em là hòa đồng và hơi cá tính, thân thiện với mọi người á. Còn khuyết điểm của em là hay dễ bị xúc động á. Vậy Ngọc Lan? Dễ mũi lòng lắm đúng không? Rồi. Dạ. Em đó. Giống anh đó, cái gì mà quan trọng đứng nói hồi tự nhiên nghẹn lời không nói dạ, được. Dạ đúng rồi. Dễ xúc động lắm. Rồi ok. Đường tình duyên sao nè? Dạ đường tình duyên thì em trải qua được hai mối tình. Một hai mối thì cũng đi đến kết hôn luôn. Sống với nhau 20 năm, gần 20 năm. Ồ rồi, 20 năm rồi. Dạ. Mấy con rồi? Dạ hai đứa. Đứa đó năm nay học lớp 10 rồi. Đứa nhỏ? Nhỏ năm nay học lớp 7 rồi. Trai gái đủ hết hả? Dạ đúng rồi. Rồi giờ ở với ai? Dạ ở với mẹ. Rồi 20 năm mà chia tay chắc là cũng có cái gì nó dữ dội lắm hả? Thì cuộc sống vợ chồng mà đôi lúc cũng có rất nhiều mâu thuẫn mà mình cảm thấy là không thể tiếp tục được nữa, thì mình cho người ta đi cho nó có cảm giác thoải mái hơn như thôi. Tiếc quá. Em chia tay bao lâu rồi? Dạ em chia tay được gần 3 năm rồi. Thôi chuyện cũ bỏ qua, bây giờ em gái thì như thế nào nè? Giống như anh Nam bên đó thì em cũng đã ly hôn rồi. Quen chồng trong vòng 6 tháng thì em có con. Thì trong vòng 6 tháng đó thì em cũng ly hôn luôn. Ờ, dạ. Gì lạ vậy? Ủa là sao? Nói tôi nghe lại kỹ coi. Dạ bác sĩ kêu cưới à. Bác sĩ kêu cưới dạ. Nhưng mà cưới xong thì lại không có cảm thấy không có dạ, hợp. Dạ đúng rồi ạ. Tại vì nhanh quá. Dạ vâng ạ. Nói chung là cũng quá vội vàng ấy. Làm cái rẹt rồi chia tay luôn. Dạ vâng. Nhưng mà thà là ban đầu thà là mình kết thúc sớm bớt đau khổ, còn hơn là kéo dài rồi mình cũng còn đau khổ nhiều hơn. Rồi đứa nhỏ giờ nó ở với ai? Dạ giờ con em thì sinh 2017. Bạn đang ở chung với em luôn ạ. Trai hay gái? Dạ con trai. Con trai. Dạ em cũng may mắn là được cũng có con trai. Vậy chắc anh không may mắn à. Ủa, tự nhiên mà... cái tự ái. Tự nhiên cái tự ái. Mới khuyên người ta xong mình mới tự hào vì mình có hai cô con gái quá xinh đẹp. Khổ thì khổ, không lẽ tôi đẻ con trai chứ. Dạ. Đẻ nữa không? Còn được không anh? Còn ngon. Dạ vâng ạ. Trời, con gái giờ cũng ngon lắm em. Anh cũng may mắn có hai đứa con gái. Đó, dạ, vậy đó. Trời ơi. Thực ra là bên đây thì quá nhanh chóng, bên đây thì quá lâu. Nhưng mà nhanh hay lâu rồi, cuối cùng nếu ta không hợp nhau thì chúng ta cũng không bao giờ đi chung một con đường nào cả. Rồi bây giờ mình muốn có một vợ chồng tương lai thế nào? Thứ nhất là không gia trưởng. Cái thứ hai nữa là phải biết bao dung và biết chia sẻ với người phụ nữ của mình. Và thứ ba nữa là không bạo lực trong gia đình. Bạn trai cao 1m7 trở lên nhưng mà đừng có bụng nha chị. Ông không có cái bụng luôn á. Cơ thể ông chỉ có cái xương với cái ruột thôi. Trời ơi. Rồi rồi. Vậy chứ em vừa người lắm đó. Em 1m7 mà nặng 6-8kg luôn á. Chắc lắm mà, đừng có giỡn nha. Chắc khỏe. Ừ. Bây giờ là nhu cầu mình sao nè, mong muốn mình sao nè. Hiền lành, chân thật với trung thủy là được rồi. Em chỉ chắc là định sợ nhất nói nhiều quá. Nói nhiều hả? Giáo viên mầm non nói cũng hơi nhiều đó. Nãy giờ em nghe cô đó nói em thấy hiền dữ chưa? Dạ chắc em thấy cũng là hiền dữ rồi đó. Hiền dữ rồi hả? Dạ. Không, thật ra cô đó rất là dễ thương. Không phải dữ đâu mà tại cái tiếng nói sang sảng vậy. Thì đó, cái tiếng giống tôi vậy thôi. Dạy mầm non mà.
dễ thương lắm. Những người nào dạy mầm non là rất là yêu trẻ thơ, mà những người yêu trẻ thơ thì những người rất là hồn nhiên vô tư, không có dữ đâu. Thành ra cổ sợ bạo lực gia đình là vậy đó. Rồi nói chung là tôi thấy cặp này là ổn đó. Bây giờ mình gặp người thân đi ha, nhà trai đi với ai? Ba mẹ thì ở xa, với lại bạn bè thì cũng đi làm hết rồi, nên là chắc đi mình. Rồi có ông ai cũng lo dạ. cho. Nhà gái đi với ai nè? Dạ em đi với các chị đồng nghiệp là cô hiệu trưởng và chị Quý làm chung với em và chị Phượng ạ. Dạ bây giờ mời đại diện nhà gái chúng ta giao lưu ạ. Xin chào chị Ngọc Lan, xin chào anh Quyền Linh, xin chào bạn trai. Thực ra từ nãy giờ mọi người thấy cái âm lượng của cô Lý lớn và tốc độ nói của cô Lý thì đấy là vì cái bệnh nghề nghiệp thôi. Chứ còn thực sự ra cô Lý là một người sống rất là nội tâm. Cô Lý là một giáo viên rất là có tâm với các bạn nhỏ. Đấy, còn về phía bạn trai ở bên này thì cô Lý ơi, theo cái cảm nhận của mình á, thì bạn trai này rất là hiền lành, dễ thương, đạt tiêu chuẩn của cô Lý. Cảm ơn cô hiệu trưởng. Thôi, cho đôi trẻ gặp nhau thôi. Mở rào. Hàng tuyển đó. Đây trong này nó có cái món quà nữa. Tặng gì nguyên túi bự dữ. À thôi, đây trong này là cái bông. Yeah. Còn đây là cuốn sách. Đây anh thích rất là thích đọc sách. Cuốn sách này là anh cũng là anh rất thích luôn. Anh tặng cho em. Yeah. Cuốn sách này thì anh đọc rồi nên anh tặng cho em đó. Nó sẽ giúp mình hoàn thiện bản thân mình hơn. Dạ. Yeah. Em cảm ơn anh ạ. Dạ còn đây là món quà của em. Ban đầu thì em có lựa một số món quà như là vớ nè, rồi dao cạo râu nè. Dạ, rồi bàn chải đánh răng nè. Thấy nhiều quá trời vậy. Dạ, nhiều lắm anh. Cái này là có thể là ví dụ như dao cạo râu thì mỗi khi anh cạo râu thì anh sẽ nhớ đến em. Và vớ thì anh sẽ đi làm, anh mang vào thì anh cũng đi đâu anh cũng sẽ nhớ đến em. Bàn chải đánh răng thì mỗi buổi sáng anh dậy á, khi anh đánh răng rồi thì anh cũng sẽ nhớ đến em. Đó là những món quà thiết thực nhất. Rồi, dạ. Ok, cảm ơn em. Mình bắt đầu trò chuyện với nhau được rồi đó. Em muốn hỏi anh là anh nghĩ như thế nào về hai từ công bằng? Công bằng hả? Dạ vâng. Khó quá vậy. Nói về công bằng cũng hơi khó nói. Dạ. Tại mình chủ yếu là do mình đối xử với nhau, mình cảm nhận với nhau, mình cảm thấy nó cân bằng với nhau là ok rồi. Cô có thể đổi câu khác được không? Con này khó quá. Có quyền đổi con hỏi không cô? Dạ được à. Câu này tôi trả lời con không được nữa. Thế nào là công bằng tôi cũng không biết luôn á. Ví dụ như là em với anh có về sống chung và kết hôn đi đến một tương lai thì hoàn cảnh của em thì anh cũng thấy rồi đó, là em thì có con nhỏ thì anh có thể công bằng với cái tình yêu của được chia sẻ ra không? Thì dĩ nhiên là mình có tình cảm rồi thì đối với con nó cũng bình thường thôi, con cái là bình thường mà. Dạ. Mình như anh cũng có con mà thì lúc đó mình sẽ đối xử như nhau, chung với nhau thôi. Dạ. Ví dụ mà sau chương trình này thì anh có dự định là tiến đến hôn nhân hay không? Hay là chỉ muốn tìm hiểu thôi? Dĩ nhiên đã lên chương trình thì muốn tìm hiểu và tiến đến hôn nhân. Dạ vâng. Nhưng mà trước mắt là tìm hiểu trước đã. Dạ vâng. Đi làm vậy á, thì tiền lương của anh á, thì thường là ai giữ? Cái đó vấn đề đó với anh nó quá đơn giản thôi. Mình là có vợ thì giao cho vợ giữ thôi. Vậy giờ hôm nay anh thấy em rồi anh thấy thì sao? Anh thấy em thì chắc là bù cho anh thật á. Ví dụ như hẹn hò thì một ngày anh đón em mấy lần? Thật ra thì công việc của anh bây giờ nó cũng tương đối bận. Dạ. Thành ra nếu mà có đến hẹn hò thì chắc cùng lắm một tuần chỉ gặp nhau được một lần. Dạ. Chúng ta đứng dậy và tiến tới cô gái nào. Chúng ta có những giây phút để giao lưu về cảm xúc với nhau, hai bạn nắm tay nhau đi. Dạ vâng. Thấy cô gái của chúng tôi không? Rất là mạnh mẽ, rất là mạnh đúng mẽ. Đúng không? Con gái bây giờ là phải như vậy. Dạ. Mình phải chủ động vậy để không ai lừa mình hết. Dạ đúng rồi. Đó, rồi muốn nói gì với nhau nói đi. Anh muốn nói gì với em không? Ý là bây giờ em có mong muốn như thế nào để anh có thể đáp ứng như thế nào thôi. Chứ còn anh thì anh cũng không biết phải hỏi gì nữa. Bây giờ nè, chúng ta giao lưu văn nghệ đi nè. Đúng ra là em hôm nay định hát tặng. Dạ. Nhưng mà bữa nay cái cổ họng em có vấn đề. Dạ. Nên là em sẽ tặng một bài thơ. Anh tìm em giữa biển người mênh mông, để chia sẻ cùng nhau những nỗi lòng. Dẫu mai sau đường đời muôn vạn khó, mong vững lòng mãi mãi có nhau.
Còn cô giáo mầm non sao nào, mình đáp lại một bài hát nào đó đi. Dạ em xin tặng quý vị khán giả chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan bài hát Liên Khúc Quê Hương Ba Miền. Non nước ngu tình ba miền xinh đẹp quá, từ những câu hò ý nhạc thành bài ca. Ngày vui em đến thăm Hà Nội, gió chiều Hồ Gươm vang bóng thời xưa. Bà Sáu phố phường nắm cửa ô cổ kính, về đất quan họ hát mừng ngày hội Liêm. Ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long ngất ngay chùa Hương. Đến Huế rồi thương dòng sông Hương, đường qua ví dạ chờ đông ba ngư bình. Thăm lăng di tính thăm thiên mù, tóc thề chấm vai nghiêng nón qua trang tiền. Đêm trăng rằm trên bến Vân Lâu, ngâm câu mái đậy dòng nghe ai thầm sầu. Bên đi bên nỡ ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mộng mơ. Rất tự tin. Cô giáo rất là dễ thương luôn. Dạ vâng. Rồi, thôi mình về ghế ngồi rồi. Đi bạn. Dạ vâng. Bây giờ là mời hai bạn đưa tay vào nút bấm này. Suy nghĩ cho nó kỹ, xem đây có phải là một nửa bánh ghép của mình hay không. Bấm là cho trái tim của mình mách bảo, chứ không bấm vì ai hết. Thích thì bấm ngay nút đó. Còn nếu ta cảm giác đây không phải một nửa bánh ghép của mình, không nên bấm để làm tổn thương người khác. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Không ai bấm hết. Dường như hai bạn đang chờ nhau một cái điều gì đó thì phải, đúng không? Thôi cảm ơn. Đầu tiên là hỏi tại sao em không bấm nè. Tại vì em cảm thấy là em chưa đủ để rung động được. Chưa đủ rung động, đúng. Thật ra cô gái bên kia rất muốn đang chờ em bấm, cô ấy sẽ bấm đấy. Đúng không? Kiểu như là 50-50 á. Em cũng định là muốn cho bạn này một cơ hội. Thí dụ mà tìm hiểu bên ngoài, thí dụ mà bạn này bấm á, thì em sẽ bấm. Thật ra thế này nè, em rất là dễ thương, anh cũng thích và anh nghĩ rằng rất nhiều chàng trai thích em. Dạ vâng ạ. Vấn đề chỗ chắc có lẽ là bạn này chưa hợp. Hy vọng rằng trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều người khác để ý các bạn và trao cái nút bấm đó cho các bạn. Dạ vâng. Chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa bánh ghép. Wow, chào em. Tay này được á nha, ngầu quá nha. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Hương Lan, 26 tuổi, hiện đang làm tổng đài viên cho một công ty dược thảo của Nhật. Mời bạn Nam. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ. Chào anh. Mình tên là Nguyễn Như Là, 31 tuổi, nghề nghiệp là giáo viên. Giáo viên dạy gì bạn Như Là? Dạ em là giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng. Giáo dục quốc phòng hả? Lăng Lê vào trường anh. Đúng rồi, dạy cấp mấy? Dạ dạy cấp 3. Rồi sao chưa có người yêu mà tới đây? Em thì cũng trải qua 3 mối tình rồi, nhưng mà tại vì chắc không có hợp tính á. Điều gì làm cho bạn hợp và điều gì làm cho bạn không hợp? Chắc là phải có cái sở thích giống nhau, với lại cái quan điểm sống cũng giống nhau. Sở thích giống nhau thế nào? Thí dụ như em thích chơi thể thao, thích đi du lịch, thích đi phượt, thích xem phim, ăn uống đó. Thích nhiều quá hả? Dạ. Bên đây là nghe rất là căng thẳng, rất là chăm chú nha. Chị thấy hôm nay cái style của em rất là dễ thương. Và em cũng rất dễ thương nữa. Chị không tin là em không có bạn trai đâu à. Tính của em cũng hơi bị con trai chị. Không có được nữ tính á. Cỡ chị cắt được. Trời, chị nhiều người thích lắm em. Nói vậy chị buồn em. Chị nữ tính lắm. Chị cá tính thôi. Em cũng nở nữ tính giống chị. Đúng rồi. Những ưu điểm của mình, bạn mình em thấy là những cái ưu điểm của em và những khuyết điểm của em. Em vui tính, thẳng tính. Em biết nấu ăn. Vậy thôi chị. Những cái khuyết điểm, những cái chưa mạnh của mình.
À, em hơi bị lười đi đi chơi chị, ví dụ mà đi gần gần thì đi, còn hả rủ đi mà ví dụ đi ăn hay đi gì mà đi xa quá là thôi ở nhà ngủ chứ không đi. Người quen bồ bạn trai rồi đi chơi rồi sao? Bởi vậy giờ mới ế đó chị. Nhưng mà giờ em cải thiện giờ từ giờ chị. Mình có năng khiếu gì không hay là có sở trường gì không? Em biết hát. Thử khúc đi, vỗ tay đi cái gì. Nice to meet you, where you been? I could show you incredible things. Matches, madness, haven't seen. Saw you there and I thought, oh my god, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. Không nhận bằng gái mà chị hát tiếng Lào hay ghê. Thấy vui thôi chứ nghe là dễ thương lắm nha. Bạn có biết hát hò gì không? Cũng biết chút chút. Đâu thử làm đoạn coi. Em hát cái bài Lâu Đài Tình Ái. Hơi căng thẳng. Vỗ tay. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, và một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Không nhận nha, lúc lúc nhìn dễ thương đẹp trai nhưng mà hát mỏ nó nhọn quá. Một bên thì hát nhạc ngoại, một bên thì hát nhạc trữ tình. Em có thích con trai có gu sến sến không? Dạ không. Bây giờ bạn trai bên đó đẹp trai nè, yêu thương mình nè, điều kiện đầy đủ hết trơn, chỉ có mỗi tội hơi sến sến thôi, em tính sao? Để coi anh có chỉnh được không? Chỉnh là ủa, sến đâu có gì sao? Đâu mà em không thích em. Ôi. Sến thì ngọt ngào dễ thương chứ bộ. Em ước chịu không nổi anh ơi. Chịu nổi gì? Nói dạ. Em thích nghe nhạc sến luôn hả? Dạ thích nghe, nhưng mà thích nghe ca sĩ hơn. Em thích người đàn ông ở những điểm nào? Dạ em thích đàn ông nam tính, không hút thuốc. Có hút thuốc mà em? Dạ không chị Cát Tường, em không hút thuốc. Hên quá. Không gia trưởng, không có tính toán như phụ nữ. Có không em? Em hiền lắm. Có gia trưởng không? Không. Có tính toán như phụ nữ không? Không. Có thích phụ nữ không? Không. Có không? Thích con gái thôi chứ phụ nữ không thích. Nói không cái là thôi luôn à. Mẫu lý tưởng, người lý tưởng của em là như thế nào? Chị biết Channing Tatum. Ai? Channing Tatum á chị. Cái anh đóng phim The Vow á. Em mơ ước thấp quá ha. Sao anh vọng ngoại quá vậy? Việt Nam đi cho người ta dễ hình dung. Thì tại vì anh đó anh đẹp trai mà anh có 6 múi. Rồi, đẹp trai mà có 6 múi. Múi. Anh có một múi à? Có múi cỡ Phạm Văn Mách được không? Dạ thôi. Để 6 múi đó. Cơ bắp cuồn cuộn em cũng sợ lắm chị. Ủa chứ sao em khó quá, 6 múi thì phải cuồn cuộn chứ không tập cuồn cuộn sao lên 6 múi? Tập cái bụng thôi. Có múi nào không em? Dạ em có 4 múi vậy ơi. 4 mà hả? Mà hồi xưa nó 4 múi, bây giờ nó còn lại con múi à. Cái gì kỳ vậy? Mẫu hình lý tưởng người bạn gái của mình như thế nào? Có gương mặt ưa nhìn, cái thân hình là thể thao á. À, bây giờ chị hỏi nè, bây giờ kiểm tra thể lực, bữa nay tao thích 6 múi nè. Dạ cái gì nghĩa vụ quân sự hả, thể lực khỏe không? Dạ khỏe. Hít đất nổi không? Dạ, em hít tới được 30 cái được vậy. Rồi đâu làm thử. Rồi làm 30 cái chứng minh luôn. Làm thử luôn đâu được mấy cái. Kiểm tra mem anh lên. Thôi không nổi rồi. Bây giờ mấy cái tính tới. Thể lực. Ủa, thiệt luôn á. Thiệt chứ sao có gì đâu mà giả. 2 3 3 4 5 6 7 8 9 thiệt luôn hả, thiệt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tiếp tục. 21 cố lên. 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Quá dữ, quá dữ. Đuối chưa? Té khói rồi. Quay mặt đâu nhìn cái coi. Trời ơi quá dữ. Nó chơi làm thiệt luôn vậy đó nha. Hả? Thiệt mà. 30 thấy sức còn nữa là cố gắng rồi, mới té khói rồi. Tôi kết cái vụ hít đất rồi đó. Bữa nay hít đất 35 cái. Bạn trai có ai đi theo không? Người thân không? Dạ có em gái. Đâu em gái mình coi coi. Rồi chào em gái. Dạ chào chị Cát Tường, anh Hoàng Linh và khán giả. Bạn thấy sao? Dạ em thấy chị dễ thương, được. Anh em thì hơi hiền,
Chỉ cần chị đừng ăn hiếp anh em là được rồi. À, có bạn bạn rất nhiều. Xem bên đây có ăn hiếp không? À, dễ thương à. Anh bên đây á là khỏe mạnh, hiền đấy, thầy giáo nữa. Thành ra anh thấy môn đăng hộ đối vậy là được rồi. Bảo đảm anh nhìn em anh sẽ thích thôi. Dạ. À, được. Rồi anh thấy như vậy là ổn đấy. Vấn đề là cái cảm nhận của hai bạn thôi. Nếu mình đối tượng mình nói được thì bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? 6 tháng là được. À, thật sự bây giờ em đã muốn lấy chồng chưa? Em muốn lên đây nè. Muốn lắm rồi ha. Dạ. Rồi kéo màn lên. Hai phút gặp nhau, bắt đầu. Anh tặng em. À, hôm nay là anh tự làm đó hả? Dạ đúng rồi. Anh thấy anh khớp tay không? Xem hoa đi. Dạ. Trời, hoa đẹp quá vậy, làm bằng cái gì vậy ta? Làm bằng tăm tre vậy. Em làm là cả tuần á. Làm cả tuần đó hoa này hả? Đẹp quá ta. Dạ anh muốn hỏi gì anh hỏi đi. Em anh mới đầu nhìn em thấy em rất là dễ thương. Anh thì khi mà quen thì anh xác định là quen đến cưới. Còn không biết em thế nào. Dạ em cũng vậy. Nhà em ở thành phố ở chỗ nào? Dạ em ở Tân Bình. Có gì vậy anh rủ đi chơi rồi anh đưa rước qua bên đó được. Em đi chơi là em thích đi ăn rồi, em không thích gì đâu. Anh cũng thích ăn uống lắm. Anh thích ăn ốc lắm. Anh còn thích đi chơi chỗ nào khác ngoài đi ăn? Cũng thích đi phượt đó em. À, anh có cái sở thích là hay đi xe Honda, đi phượt miền Tây hoặc là những cái chỗ khu du lịch đó, hoặc là đi xe đạp, đạp xe đạp đi du lịch. Bạn gái cảm nhận thế nào khi gặp người con trai này? Dạ em thấy anh cũng hiền, cũng thật thà. Thôi vậy mình bấm nha. Ngôn dữ vậy, từ từ bình tĩnh. Bạn có thể nói một câu nào thật hay, thật lãng mạn nào để cô gái cảm nhận ra sao? Anh thì khi quen bạn gái thì anh rất là nhiệt tình và rất là chân thật. Có nghĩa là rất là quan tâm tới người mình thích. Cũng đang rất muốn là năm nay nếu mà quen được thì cưới vợ. Hết giờ. Suy nghĩ thật kỹ, nếu cảm thấy thật sự đó là một cái người có thể đi một cái đường dài với mình trong tình yêu thì mình nhấn nút. Một. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hai. Ba. Hết thời gian. Xin mời bạn. Bạn nam đã bấm nút rất là sớm từ tiếng đếm thứ hai. Có vẻ rằng bạn nữ đã quyết định từ đầu rồi. Không bấm nút. Lý do tại sao vậy bạn? Em tính thẳng thắn. Em không thích thì em sẽ nói là em nghe nói ngay từ đầu. Đó giờ em vẫn vậy. Bạn trai thấy thế nào? Nói chung là cũng có cơ hội nhưng mà cũng hơi buồn thiếu, nhưng mà cũng không sao, cũng còn cơ hội rất là nhiều. Có thể là gặp nhau ở đây thì chúng ta còn có thể gặp nhau ngoài đời nữa, trở thành những người bạn tốt với nhau, giúp đỡ trợ nhau trên con đường của mình. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Chúc hai bạn thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và thành công hơn nữa. Cảm ơn. Dạ, con chào chú Huyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn gái và chào tất cả mọi người. Con tên là Nguyễn Khánh Triều Phong, năm nay con 26 tuổi. Hiện tại con sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Triều Phong hả? Dạ đúng. Tên rồi. Đẹp quá ha. Dạ. Triều Phong làm gì? Dạ hiện tại con đang làm giám sát bán hàng tại công ty sữa cô gái Hà Lan. À. Từ quê con đâu? À, quê Sài Gòn luôn à. Sài Gòn luôn, quận mấy con? Dạ quận 1. Quận 1. Ôi, bên đó nhanh nhẹn dễ sợ luôn, như một làn gió vậy đó. Bây giờ mình cũng vậy đi con. Dạ chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Dạ chào khán giả và bạn nam bên kia. Dạ con tên là Phan Thị Dung, năm nay con 25 tuổi. Đang sống và làm việc tại Sài Gòn ạ. Con làm cái gì nè? Dạ con làm thu ngân ở một cửa hàng điện thoại. Ờ vậy dạ. Đó hả? Con hơi rung. Rung quá hả? Dạ, con rung không quá. Gì rung hết trơn trời. Đứa làm thu ngân, đứa bán sữa. Bán gì? Bán sữa. Sữa đó. Ủa vậy hả? Bán sữa hả? Đàn ông bán sữa, con gái thu ngân. Dễ thương. Con tên gì nè? Dạ con tên Phan Thị Dung. Hả? Dung. Dạ con tên Phan Thị Dung á. Bên nhà tôi tên là Dung. Dung hả? Dung tên bà già lên á. Trời ơi vậy hả? Ừ. Ờ đúng rồi, má tên Dung, quên. Má tên Dung hả? Ừ. Má Linh đúng không? Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi, quên nữa. Rồi chào má Dung. À? Rồi quên tên của má luôn á. Rồi chào Dung, con nhiêu tuổi rồi Dung? Dạ con 25 tuổi. 25 mà nhỏ bên đây 1 tuổi. Dạ. Rồi được rồi. Cho con cho đàn trai biết điểm mạnh điểm yếu của con đi. Dạ điểm mạnh của con là hay cười nhưng mà cũng hay khóc.
Dạ, với lại lúc khóc lúc cười hả con? Dạ, dễ khóc dễ cười. Dễ khóc dễ cười. Dạ. Con cho đó là điểm mạnh hả? Dễ cười là điểm mạnh, nhưng mà cái mà dễ khóc là điểm yếu. Cũng điểm mạnh đó con. Dạ. Đôi khi đàn ông mà thấy rơi nước mắt, họ nhói lòng lắm, cái gì họ cũng ok hết con. Con phải nghe chú Linh đi, chú Linh nói hoàn toàn đúng đó. Dạ. Bởi chú Linh là người cực kỳ sợ nước mắt á. Đúng rồi. Đàn ông sợ nước mắt lắm. Dạ. Chứ bây giờ chú thấy Hồng Vân khóc á con. Mệt quá à, bây giờ muốn gây không? Rồi con nói tiếp đi nè. À, dạ với lại con không có điểm mạnh của con là dễ hòa đồng. Với lại dễ hòa đồng với lại dễ tính. Dạ. Nhưng mà điểm yếu thì rung trước đám hay đông. Dạ. Hay run rẩy ha, chứ dạ, chưa có bản lĩnh trước đám đông, dạ, đúng không? Rồi. Cái đó ai cũng vậy thôi, chưa phải là điểm yếu đâu. Dạ. Với lại hay khóc nhẹ, nhõng nhẽo á. Dạ. Cái đó hơi yếu đó. Dạ yếu lắm. Khóc nhè nữa con hả? Khóc dạ, nhè. Còn con nít á chú. Yên tâm đi con, khi mà con có con là con nó khóc rồi con quên khóc luôn à. Đúng rồi, lo. thôi bên nhà trai giới thiệu điểm mạnh điểm yếu giùm tôi đi nè. Triều Phong. Dạ. À, điểm mạnh của con là con có thể nói chuyện được thoải mái với mọi người, hòa đồng, vui vẻ, không có kén bạn. Nói chung là mình nói chuyện được với, mình tạo được niềm vui cho mọi người. Đúng rồi, vậy là tốt đó con. Còn về điểm yếu là đầu tiên là con ít tâm sự với mọi người, con hay ít nói chuyện. Thứ hai là con không biết bơi. Cái là điểm yếu nhất luôn á, ai cũng biết bơi cái mà gì, riêng con gì? Không biết con bơi. Không gì? Biết bơi. À dạ con biết bơi cô. Ờ có đó đâu yếu đâu cô, đâu biết bơi đâu con. Dạ, tại ai cũng biết mà. Ờ vậy hả cô? Tại cô Dân cũng biết bơi mà sợ nước nó tràn ra đó. Vậy cô cũng giống con hả cô? Đúng rồi, cô rất không phải tại cô sợ bơi thôi chứ tràn thì cũng đến nỗi. Vậy mấy cái người mà dở về địa lý đó, người ta vật lý đó, người ta cứ nghĩ là cái người phốt pháp như mình là tràn nước đâu có đâu. Mình mà biết bơi á là mình không cần phao luôn đó con. Bản thân mình đã là phao rồi. Dạ. Hai người không biết bơi để tôi đưa chuồn chuồn cắn rúng cho biết bơi nha. Hay không biết bơi là mày mốt là phải tập bơi cho con. Đàn ông mà không biết bơi là dở lắm, thiệt sự á. Dạ nha. Thì con mới nói cái đó là điểm yếu của cô con. Cố gắng tập nha. Dạ. Rồi còn điểm bơi yếu gì nữa không con? Dạ thì con cũng ít tâm sự câu chuyện cá nhân của mình với mọi người thôi. Đúng rồi, chuyện cá nhân mình tâm sự một vài người thôi. Ba mẹ nè, bạn gái này kia, anh chị em ruột thôi. Dạ. Không, thực ra là đó là con khép kín, không tâm sự với mọi người. Con không có mở lòng, không có dễ mở lòng đúng không? Dạ đúng rồi cô. Ok. Nghe không con? Nghe không? Dạ nghe. Con ít tâm sự nhiều người, con gọi là hơi rụt rè đúng không? Dạ. Rồi nhưng mà con có mấy mối tình rồi, Triều Phong? À hiện tại là con có hai mối tình gọi là sâu đậm nhất. Thì một mối tình là năm con học lớp 10 cho tới lớp 12. Lớp 10 yêu rồi đó hả? Dạ. Rồi mối tình thứ hai là mấy năm? Thứ hai là 6 năm, gần 6 năm. Trời ơi. Là từ năm đầu đại học cho tới tháng 2 năm ngoái. Nhưng mà sao chia tay con? À tại vì do có một thời gian là con làm việc khá nhiều quá chứ. Nên không có tập trung vào cái vấn đề gọi là tình cảm nhiều được. Thì dẫn tới là cái sự quan tâm không có nhiều. Đúng rồi. Dạ. Đàn ông mà không quan tâm phụ nữ tội nghiệp người ta. Dạ. Thế nào ta cũng bỏ mình à. Dạ. Tại vì á phụ nữ là cần chăm sóc quan tâm con. Dạ. Con á để nữa chú nói nghe là những người đàn ông mà ít quan tâm phụ nữ là thật sự là tội nghiệp phụ nữ là cái nhất. Cái thứ hai là chắc chắn có người khác quan tâm là họ cũng không quan tâm tới mình đâu. Họ sẽ chia tay mình đó. Dạ. Thành ra nhớ quan tâm họ nha. Dạ. Cho dù bận bán sữa cách nào cũng phải nhớ đem sữa tặng họ nha. Dạ, cái rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm con ha. Bắt đầu rút kinh nghiệm từ bây giờ đi. Tại vì lúc đó chắc em còn trẻ quá, em nhỏ đó, em chưa có hiểu đó. Dạ. Dạ. Rồi còn con thì sao nè? À, dạ con thì cũng có hai mối tình. Thì một mối tình là năm cách đây 2016. Đồng nghiệp nhưng mà là ở tỉnh khác á. Bao nhiêu lâu? Quen bao nhiêu lâu? Quen cũng được hơn một năm. Dạ. Nhưng mà tại vì do xa, khoảng cách địa lý. Nói chung là chia tay vì yêu xa. Dạ đúng rồi. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì cũng mới năm ngoái đây. Là cũng đồng nghiệp luôn. Nhưng mà do là bạn đó không có được quan tâm với lại không có hiểu mình á. Không quan tâm con, thành ra con chia tay đúng không? Dạ. Giống như trường hợp bên kia. Nãy tôi nói hay đó. Không? Và không quan tâm người ta chia tay à? Dạ. Ừ, chào chú. Con gái xinh đẹp. Dễ thương. Không quan tâm mình mắc mớ gì. Nhưng mà hỏi con chia tay từ tháng mấy? Dạ, cũng đầu năm á. Là tháng 2, cũng cỡ tháng 1, tháng 2 gì đó đúng không? Có khi nào hay đây nó quen rồi nó chia tay mà nó quên không? Có thể đó. Hồi mở rào ra đó. Mở rào ra cái ý anh, cái ý em, trời chắc kỳ lắm á. Có gặp rồi đó Vân. Bây giờ nè, thôi giờ mình hỏi trước đi coi có giống cái người mà không. Dạ. Biết đâu giống người bên đây. Cái người mẫu hình lý tưởng của con thế nào?
Dạ, bạn trai chỉ cần cao trên 1m7 à. Rồi à, với lại người thì mập mạp một xíu thì càng tốt. Ngon. Thế cha, sao tôi cảm nhận nha, tôi cảm nhận tại nay tôi đứng thấy lúa đầu ra hàng rào luôn đó. Cao à, ngon. Ừ, ngon rồi, à. Mà cũng, gì nữa không con? Cũng cái dạ. Gì mà nói dù phao á là cũng cũng cỡ. Coi phải không? To khỏe. Dạ, chào cô. Chào con. Dạ, chào cô. Đàn trai mà cao lắm. Mà cô hình dung nè đó, y chang những gì cô hình dung luôn á. Dạ. Cô cháu mình là cùng một team. Cùng một sai đúng không cô? Một team luôn. Một team, dạ. Ủa sao ông hỏi? Ông đã lại đây ông đứng hỏi. Thôi sợ lây dịch lắm. Mệt quá, đi ra hỏi đi, đương hỏi mà tự nhiên là đi đâu hả? Thấy tới sợ ớn qua tới Hải Dương về. Sợ trời, cái ông này thiệt tình á. Sao quá. Ông nghĩ cái này đưa lên sóng được hả? Không. Khùng quá à. Chưa chửi tôi khùng hoài luôn. Rồi hỏi tiếp đi. Ở bên đây hỏi tiếp đi. Khỏe không? Gì? Khỏe không? Tôi mới nói ông, tôi không cần ông hỏi thăm tôi, nó hỏi thăm đây tiếp đi. À bây giờ nè con gái. Dạ. Con cái người yêu trước của con á, dạ, mà mối tình sâu đậm đó thì cao nhiêu? Dạ còn bằng con à, 6'7", 6'8". Rồi thôi không đụng hàng rồi, vậy đủ rồi. Tôi sợ đụng hàng bên đây thôi. Ồ, tức dạ, là con là 1m67, 68 luôn. Dạ đúng rồi. Bạn kia cũng y cũng ngang ngang mấy mém đó, tầm 1m7, 1m68. Dạ. Cao hơn nha. Dạ. Con thích điều gì ở đàn ông hả con? Dạ con không thích là ví dụ như mà những lúc mà hai người mà giận dỗi nhau á, thì đừng có nên im lặng cả hai vậy. Ví dụ như con im thì bạn nên nói, hoặc là đôi lúc mà bạn nói thì con sẽ im lặng để nghe. Là... dạ. Con nói chứ. Nói. Dạ. Mà phụ nữ kỳ lắm nha. Người ta nói ra thì nó cãi bướng, im lặng đi. Còn ta không nói gì. Thế sao không nói? Kỳ vậy. Làm sao để vừa lòng phụ nữ? Ủa, về cách nói làm sao? Vấn đề là cách nói thôi, giống như cho tiền á, không bằng cái cách cho, hiểu không? Mà nói sao, không nói cũng bị la, mà nói cũng bị la. Chứ giờ hả, nói lúc mà gây lộn nhau á, nói dụ như người ta nói cái âm này, ông nói âm cao hơn giống như tôi với ông nãy giờ. Cái âm nhỏ mà. Phụ nữ khó hiểu quá. Có gì đâu khó hiểu, rất tụi tôi rất là đơn giản. Lúc nào ta cần im lặng thì mình im lặng, lúc nào ta cần nói mình nói ha. Dạ đúng. Đúng rồi, bên đây vậy đó. Tại vì con là con đang có một cái giống như con khép kín á, đúng không? Con sống con dạ, khép kín với mở người, lòng đúng không? Con gái thôi. Ừ, đâu có khép kín với mọi người xung quanh. Ở đây đừng nói đúng không nè, mọi người xung quanh ít mở lòng. Nhưng mà riêng với người yêu của mình á thì đừng có áp dụng cái điều đó, mà mình phải trải lòng ra cho người yêu mình hiểu. Đó là cái mong muốn của bên nữ. Dạ. Dạ. Đó. Đó. Bây giờ con nói cho cô Hương biết đi. Dạ. Con muốn cái bạn gái của mình á sẽ là một mẫu hình như thế nào? À, thật ra con cũng muốn cái bạn gái mẫu hình lý tưởng của con là cũng nói nhiều hoạt bát một chút xíu, rồi cũng chia sẻ được những câu chuyện trong công việc hay là gia đình này nọ, rồi ngoài ra là đừng có quản lý con quá chặt. Giống như ví dụ như là con tính chất công việc của con cũng hay đi tiếp khách, thì cũng đi về khuya tầm 11 giờ mấy 12 giờ, thì khi mà con đi tiếp khách con sẽ báo là hôm nay con sẽ đi tiếp khách gặp ai đó, rồi sẽ tại vì thói quen con là đi tiếp khách không có mở điện thoại. Thì cũng đừng có gọi nhiều quá. Bây giờ không mở điện thoại lấy gì gọi. Dạ không thì con sẽ để im lặng thôi chứ không phải tắt điện thoại luôn. Tại lỡ nhà có việc nha, cũng hơi kỳ. Dạ. Ừ. Rồi còn về ngoại hình thì sao? À, ngoại hình thì con cũng không có gọi là kén chọn lắm. Chỉ quan trọng là mình hiểu nhau, nói chuyện với nhau được là sẽ ok hết. Con 1m bao nhiêu? Dạ con 1m91. Con 1m91. Dạ. Bây giờ lỡ cô bạn gái đây có 1m50 giờ con tính sao? Dạ hồi nãy con okay có nghe là 1m67 rồi. Bây giờ cô đang nói thí dụ đi. Ví dụ ở bên đây con, tại vì con nói con không quan trọng. Ví dụ 1m50 con chịu không? Dạ 1m50 thì nếu mà bạn có chịu con thì con cũng sẽ ok. Con sẽ trời dạ. Ơi con dễ thương quá trời dạ. Đó. Này bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi sẵn này hỏi là con đi với ai? À, dạ con đi với mẹ con à. À đâu? Dạ đây à, mời mẹ. Rồi. Chào mẹ, mẹ có cảm xúc ý kiến gì thì mẹ chia sẻ đi mẹ. Thì nói chung nhìn con bé này dễ thương, thì chỉ hứa là chị cũng muốn là hai đứa có thể tìm hiểu nhau. Thằng bé này nó hiền lắm, nó hiền lắm, nó hiền lắm. Nó dạ, nó đi làm thì nó lanh chứ thật nó hiền lắm. Dạ, dạ thành ra chị bé này thì rất là dễ thương, chị nhìn chị thích lắm. Vậy là mẹ chịu rồi đúng không? Dạ. Con nghe mẹ nói không? Dạ. Rồi vậy con đi với ai vậy? Dạ con đi với bạn con. À vậy hả? Dạ. Dạ vâng, con chào cô Hồng Vân và chú Huyền Linh ạ. Con là bạn của Dung, cũng là đồng nghiệp.
Thì Dung, đối với Dung thì thực sự là Dung rất là mít ức. Nói chung là buồn xíu ai chọc xíu dễ dễ giận dễ khóc á. Nhưng mà khi mà Dung mà bắt được sống với Dung á, thì Dung nó nói là tràn lan luôn. Nó tâm sự khi mấy tiếng đồng hồ cũng được không sao. Nói chung là mỗi người bên đây anh này thì tại thấy là cảm thấy là rất là ok với Dung á. Thì nếu được thì mình cứ tìm hiểu thử. Nói chung là Dung cần một người nào đó quan tâm Dung. Và đừng có vô tâm với Dung quá, thì những người trước thì hơi vô tâm với Dung nên làm bạn buồn hoài. Dạ. Rồi. Cảm ơn. Giờ sao? Mở rào ha? Mở rào. Rồi, ông hô lên đi, cái rào này nó khi nào ông hô nó mới mở. Mở rào. Cho hai trẻ gặp mặt. Làm. Bắt đầu đi Phong. Bước qua luôn. Chào dạ. Anh. Tấn công. Chào em với chào bạn gì nhỏ tuổi hơn mình mà. Anh có một món quà tặng em nha. Dạ rồi, em cảm ơn. Rồi tặng mình mở ra không? Coi nè, mình giới thiệu cho mọi người có quà gì nè con. Dạ, anh tặng cho em một cái ví. Dạ, ví màu đỏ. Ví màu đỏ, ở trong có tiền không con? Dạ, để con coi thử. Ít nhất bỏ 50 ngàn á. Chết, chết con quên. Dạ, quên chưa à? Chưa bỏ gì hết. Hả? Ok, rồi xíu nếu mà có bấm chuông thì tí nhớ bỏ vô nha, 50 dạ. ngàn nha. Dạ. À, em có gửi tặng cho anh một hộp sô-cô-la. Thì sô-cô-la nó ngọt như em vậy á. Nhưng mà đôi lúc nó hơi đắng đắng xíu. Ok, cảm ơn em. Dạ. Sao vậy con? Sao con cho ta ngọt ngào xong rồi con cho miếng đắng đọng lại là sao con? Dạ không, con thấy sô-cô-la cũng sữa không mà chắc cũng không có đắng lắm mà con. Dạ. Dạ. Hai đứa nó cũng hợp nhau ghê nhờ, đứng sát nhau chú coi coi. Dạ. Rồi. Xứng lắm con gái cũng cao ghê, bộ xứng ghê á. Hay là đẻ con đẹp nữa nè. Dạ. Rồi, bây giờ mình về ghế ngồi đi con. Đây con để đây. Hai bạn xoay qua nói chuyện với nhau đi. Đó, cảm nhận về nhau đi nào. Lần đầu tiên gặp mặt đó. À, Dung đúng không? Dạ. À, thường thường Dung làm công việc là mình có làm ca hay là mình làm theo giờ hành chính ha? Dạ, tại vì công việc của em là làm theo ca. Làm theo ca. Dạ, mà thường thường làm ca tối. À, làm ca tối nhiều hơn. Dạ. Thì một tuần mình có khoảng, có nghĩ là mình ốp một ngày mà phải không? À, dạ không có ốp, nhưng mà thường thường vì tình yêu nên em sẽ ốp à. Hay quá. Em có thể đăng ký lịch bận được. À. Dạ. Với lại đôi lúc gấp thì em cũng có thể sắp xếp nhờ người làm được. Tình hình này chắc tôi nghi nó chuyển qua bán sữa luôn á. Nó đăng ký lịch bận hoài. Mỗi tuần mới đầu còn một tuần bận một ngày, vậy sao một tuần bận tới 5 ngày luôn. Qua bán sữa luôn. Dạ, bán sữa vẫn còn tuyển người nha cô. Dạ. À, em thường có hay đi du lịch không? Dạ lúc trước là có, nhưng mà dạo này thì hết rồi anh. Tại vì công việc nó nhiều quá. Dạ. Rồi đi bằng xe máy hay đi bằng máy bay hay xe đạp? Dạ em thì em thích đi xe máy. Nhưng mà chưa có ai đi với em hết. Dạ xưa giờ là chưa có. Thì anh cũng rất là thích đi du lịch bằng xe máy. Dạ. Thì hôm nào có dịp thì mình đi chung. Dạ. Anh có câu hỏi muốn hỏi. Anh, cái công việc của anh hiện tại thì anh đang làm bên quận nhất luôn ạ. À đúng rồi, anh ở đường Lê Thánh Tôn. Dạ làm bên đó thì ví dụ như một tháng thì thường thường là mình được nghỉ mấy ngày không, hay là nghỉ theo tuần? Một tháng là mình sẽ được nghỉ, một tuần là nghỉ 2 ngày, thứ bảy chủ nhật. Chỉ làm từ thứ hai tới thứ sáu thôi. Làm giờ hành chính? Đúng rồi, giờ hành chính. Mình hẹn hò sao đó lần đầu tiên, các bạn dự định hẹn hò ở đâu? À, cái đó chắc là bí mật hai chú Huyền Linh. Không có, phải hỏi ý kiến là lãng mạn. Em thích lãng mạn hay thích ở thành phố Hồ Chí Minh hay đâu đó? Dạ không, tại con nghĩ là thường thường các bạn mà hay khóc ngoài nọ thì sẽ thích lãng mạn nhiều hơn. Đúng rồi. Dạ. Mình gặp mình chỗ nào phun mưa đó, giữa trưa nắng mưa xối xả gì đó, em gặp nhau mặc áo mưa đi chơi gì đó. Trời ơi, ông Linh ông suối người ta làm bậy không á, ngộ ghê luôn á, thật sự. Lãng mạn mà tạo sự lãng mạn bất ngờ. Hồi nãy anh gặp em á, thấy em lần đầu tiên á thì cảm giác của anh sao? Thấy em như thế nào? À, cảm giác đầu tiên thấy em hiền, dạ. Rất là hiền luôn. Dạ. Rồi cao nữa. Dạ. À, anh cũng ít gặp những người bạn gái nào cao lắm. Dạ. Có đúng cái gu của anh là con thích hay không? À dạ, con thích rồi. Đó thì con phải nói cho bạn vui chứ. Còn em, có cảm nhận gì về em? Em thấy cảm nhận đầu tiên là em thấy anh có vẻ là người ấm áp. Nè. Với lại nói chung là tiêu chuẩn của em thì đơn giản là cao hơn em thôi. Là đúng rồi. Ủa? Còn được. Tiếp tới thì mình phải tìm hiểu thêm. Nhưng mà con có cảm nhận là bạn này sẽ là người quan tâm con không? Không có bỏ bê con như những bạn trước không? Dạ cái đó phải
Giao tiếp từ từ tới không, mới nhưng biết mà được. Con cái cảm nhận ban đầu á, giống như là cái nó gọi là cái trực giác á, thì con thấy sao? Con được quyền nói cái trực giác của mình dạ, mà. Dạ chắc là được á. Đúng không? Dạ. Có quan tâm không? Dạ nói có. Đi, khẳng định cho người ta. Dạ có cô. Bây giờ hai bạn, mỗi bạn sẽ nói lên cái gọi là cái suy nghĩ mình về hôn nhân và gia đình đi. Quan điểm như thế nào về hôn nhân gia đình? Anh nói trước đứa. Đi. À, ok. Dạ về cái quan điểm hôn nhân thì con vẫn thích là một người vợ là con có thể về ở chung với lại mẹ con. Tại đa phần là hiện tại thì con chỉ có ở chung với mẹ thôi. Hai mẹ con thôi. Dạ đúng rồi, chỉ có hai mẹ con thôi. Nói với bạn luôn đi. Thì mình có thể là về cưới nhau rồi mình cứ về ở chung với mẹ. Là nhà anh là chỉ có mẹ với lại đúng anh rồi thôi. Chỉ có hai người. Dạ được, không sao hết. Rồi ok. Tại dạ. Con cũng sợ là có nhiều bạn sẽ không có thích về làm dâu với cô. Dạ. Còn về thứ hai là mình có thể là quen nhau rồi tiến tới hôn nhân thì khi là sau khi cưới khoảng chừng một năm sau thì mình sinh con thì nó sẽ là hợp lý hơn. Tại vì mình còn quá trình tìm hiểu sau hôn nhân nữa. Dạ. Có nghĩa là cưới nhau là không có con liền đúng không? Dạ. Một năm sau mới có. Con dạ, mới nói rõ ý kiến lạ nha. Tìm hiểu sau hôn nhân. À là giống như là mình sẽ đi chơi theo cái kiểu tận giống như là trước khi cưới thì mình là đi chơi theo kiểu người yêu với nhau. À. Còn sau khi cưới là đi theo kiểu vợ chồng với nhau. À. Dạ. Còn về quan điểm của con sao? Con thấy quan điểm của bạn vậy là con có thấy đồng ý không? Hay là con có cái gì khác bạn không thì con nói luôn. Con thì tại vì ba mẹ con thì nhà con cũng có 5 người con gái. Trai á. Nhưng mà giờ nhà em cũng có 5 người gái nhưng mà giờ bốn chị đã lập gia đình hết rồi. Thì nếu mà như theo ba mẹ muốn á thì muốn em về quê. Nhưng mà em không có về quê, em ở đây. Nên em cho anh hỏi thăm là quê em ở đâu không tại? Ở Đắk Nông anh. Đắk Nông. Dạ Đắk Nông. Thì em vẫn ở đây tại vì có mấy chị ở đây luôn. Thì như anh nói thì nếu mà được á, quen nhau á, tiến tới hôn nhân á thì em vẫn về nhà làm dâu được, nhưng mà có điều là em biết nấu ăn nhưng mà không có được ngon. Không biết cô anh có biết nấu ăn không? À không, cái phần nấu ăn thì anh có thể nấu được. À dạ, tại dạ. Vì nếu mà về việc gia đình á thì em không có chu toàn lắm. À. Tại vì em đi làm ở ngoài nhiều á nên nếu mà tập làm thì vẫn biết làm đó. 25 tuổi còn trẻ lắm mà dạ. Con thì mẹ cũng sẽ không dạy có dỗ. Quan trọng dạ. Dạ, mẹ sẽ dạy dỗ, vấn đề là con có chịu tiếp thu hay không thôi. Dạ. Dạ. Bây giờ em hỏi coi em hơi nhõng nhẽo đó anh có chịu được không? Em à. Hay khóc á, hay khóc nhẹ lắm, nói à, cái là em khóc. Anh cũng đang tính nói nè, là thật ra là anh rất là sợ những người mà phụ nữ khóc. À. Rất là sợ luôn nên sẽ nói chung là mình sẽ cố gắng làm cho không khóc nhau thôi. Dạ. Có làm nó cũng khóc rồi con. Rồi. Bây giờ có chịu đựng được hay không thôi. Dạ. Yeah. À, cho anh hỏi là bạn hồi nãy là bạn đồng nghiệp. Dạ, yeah, mà vừa bạn ở ngoài vừa đồng nghiệp luôn anh. Bây giờ hết đồng nghiệp rồi. Hết đồng nghiệp mà vẫn là yeah. Bạn thân với nhau à. Dạ. Yeah. À, ghen có, rồi đó. Có ghen không nè? Có à, ghen, dạ. con phải nói rõ ràng. Không, bạn này không nên ghen. À dạ không, con cũng thật sự là con không có ít ghen. Dạ, tại vì đa phần là ai cũng thấy một cuộc sống riêng, bạn bè riêng. Thì mình sẽ tôn trọng cái đời sống của nhau nhiều hơn. Nên miễn sao không đi quá giới hạn thôi là được rồi. Sao con biết chừng nào quá giới hạn chừng nào không? Dạ cái đó là chắc trong là... khi con là con đi họp thường xuyên, con tắt máy, con để chế độ im lặng đúng không? Dạ. Rồi bên đây người ta buồn, người ta đi với bạn khác giới. Rồi dạ. Sao lúc đó con tính sao? Không, cái đó mình phải có niềm tin tưởng lẫn nhau. Ví dụ như mà bình thường thì không sao, hôm nào có giận hờn á con. Dạ. Mà đi chơi với bạn khác giới là dễ nảy sinh những vấn đề vớ vẩn lắm. Vớ vẩn. Ờ. Con phải nói rõ quan điểm đó. Ví dụ như bạn khác giới mà là không có gọi là gì đó vô hại đó thì ok. À dạ đúng rồi. Dạ cái đó cũng là vô vấn đề quan trọng. Vô hại ok, còn dạ. Nếu mà có hại là không được. Trai thẳng đứng giống như chú Quyền Linh là không được. Dạ. Phải rõ ràng. Dạ đúng rồi, phải rõ ràng cái đó không cô. Dạ. Mà phụ nữ cũng khó nói lắm. Đôi khi là mình đi với người khác giới ghen, xong mình không đi với người khác giới, mình đi với người cùng giới cũng ghen. Ủa làm gì liếc thấy? Làm gì liếc thấy? Khó hiểu lắm. Ủa người ta thương người ta mới ghen, mắc cười quá à, khó hiểu gì? Ghen, thế nào cũng ghen hết, chứ thành ra là có nước là bây giờ là chúng ta phải chịu đựng tất cả mọi thứ mới được thôi. À, cho anh hỏi thăm thêm là em có hay ghen không? À, em thì hay suy nghĩ linh tinh á, chứ không có ghen. Đó, nhưng mà suy nghĩ linh tinh nhưng mà để trong ruột á. À, có thù dai nữa không? Dạ không có thù dai. À. À, giống như hôm nay giận, hôm nay buồn nhưng mà ngày mai là hết. Quên hết luôn, có khi là em là người hòa. Em là người giận nhưng mà em là người làm hòa luôn.
Dạ, vậy cũng dễ thương cũng quá. Vậy, cũng, dạ. Vậy, cũng dạ. Bé vậy được. Dạ. Bây giờ nè, Phong. Dạ. Bây giờ Triệu Phong bước tới nắm tay cô gái ha, nắm hai tay để cảm nhận, dạ. Ha, giao lưu về ánh mắt với nhau ha, xong rồi dạ. Hát tặng một cái đoạn nào đó cũng được. À, con hồi nãy con quên là trong cái nhược điểm con là con hát không được. Nói cái gì đó cũng được. À, nói gì đó cũng được, đúng rồi. Dạ. Nói từ đáy lòng á con. Ở bé nữ con đáp lại bằng lời ca tiếng hát đi con. Nắm giọng của con là hay à nha, cái giọng nói con hay lắm á. Nhìn thẳng vào mắt bạn gái, nói cái gì đó, những cảm nhận của mình, những cái cảm xúc của mình hiện giờ như thế nào đó Phong? À, thật ra là anh cũng không có hay nói chuyện nhiều. Dạ. Thì nếu mà được thì mình có thể là đi tìm hiểu nhau. Rồi về Đắk Nông anh có thể đi xe máy Đắk Nông cũng được. Dạ gần lắm anh, là 8 tiếng nè. À, ok, không sao hết. Em không biết nói gì. Con không nói, con mượn lời ca tiếng hát con nói đi con. À, ở nhà thì em có chuẩn bị bài hát rồi, nhưng mà do hôm qua tới giờ không biết sao đau họng quá, không nói ra tiếng luôn. À, nên chắc em chỉ nói cho anh một câu thôi là đủ hoa sẽ đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đông đầy nha. Rồi về vị trí ngồi đi. Được rồi đó. Hai bạn để tay vào nút bấm. Để xem đủ điện thì nút sẽ bấm. Tất cả hướng mắt về phía trước. Có không đủ điện thì bấm nó không có kêu hả? Đúng rồi. Chúng ta có 30 giây suy nghĩ. Rồi. Thích thì bấm. Con nhìn kìa con. Con nữ. Không thích nữ thì nhìn thôi. Kìa Dung nhìn lên đi Dung. Nào. Nếu cảm giác đây là một nửa yêu thương của mình, tôi không cần đếm luôn á. Được rồi đó. Con đang đợi đếm. Nắm tay với nhau đi. Được rồi. Như vậy là nắm tay nhau đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Bây giờ á, bạn nam hướng mắt về ống kính đó, xem như gia đình bạn gái Đắk Nông đang xem. Thưa hai bác gì ha. Tụi con xin phép hai bác hẹn hò và hứa cái gì đó nói đi. Dạ, con chào hai bác. Hôm nay con cũng với Bảy Dung cũng tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì tụi con cũng bấm nút thì con cũng sẽ là cố gắng là quan tâm chăm sóc cái Dung nhiều hơn. Rồi. Dung. Dung nói gì? Dạ, em chào cô. Thì hôm nay con với lại anh Phong cũng có bấm nút. Thì con cũng với anh sẽ ra ngoài sẽ tìm hiểu thêm về nhau. Nếu mà được thì con về gặp cô sau. Dạ. Rồi, hay lắm. Rồi, bây giờ xin phép hai bác đi Dung cho đặt nụ hôn đầu tiên lên má của Dung đi con. Tham gia chương trình này nó có cái đặc quyền đặc lợi đặc đó đó con. Cũng lợi. Dạ con cũng xin phép hai bác là cho con đặc quyền của cô Hồng Dung cho con ạ. Cô Hồng Dân á. Cô Hồng Dân. Dạ, cô Hồng Dân cho con. Dễ thương hay sao ha. Những cái mắt bẽn lẽn đó, những nụ cười bẽn lẽn đó, những thái độ bẽn lẽn đó, nó sẽ là một viên gạch đầu tiên trong tình yêu, mà những viên gạch đó bao giờ cũng thành một cái kết quả rất là tốt đẹp. Họ đã đến với nhau rất là nhiều rồi, hy vọng ngày hôm nay cũng sẽ là một nền tảng rất tốt để các bạn sẽ đến với những hạnh phúc trọn vẹn sau này nha. Chúc hai em sẽ sớm về chung một nhà. Nắm tay nhau, đừng buông rời tay nhau nào.